phải sớm hoàn thiện các thủ tục, sớm khởi công một số dự án để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh tại cuộc họp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong chiều nay. Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022 cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông là 1.706 tỷ đồng để thực hiện 39 dự án, bao gồm vốn chuẩn bị đầu tư, vốn trả nợ quyết toán, vốn giao cho dự án khởi công mới và chuyển tiếp. Đến ngày 11 tháng 5, đã giải ngân kế hoạch vốn được 272 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 16%. Đến cuối tháng 6 sẽ giải ngân đạt 40%. Hiện Ban quản lý đang phối hợp chặt chẽ đồng bộ với các sở ngành địa phương liên quan để triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt 6 dự án, gồm xây dựng hồ chứa nước Hố Lở, hồ chứa nước Hố Sâu, đường Hoàng Sa Dốc Sỏi, đê chắn sóng cảng Bến Đình, kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc. Sửa chữa mở rộng kênh tưới hồ chứa nước Tuyền Tung. Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện 3 dự án chuẩn bị đầu tư là khu dân cư An Phú, xây dựng phát triển hạ tầng đô thị thành phố Quảng Ngãi, vốn vay VKB và xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hoàn thành thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công 3 dự án trong tháng 7 năm 2022, gồm cầu và đường nối từ trung tâm huyện Điện Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa, cầu Trà Khúc 3, đường Văn Biển Dung Quốc Sa Huỳnh giai đoạn 2B. Hạng mục công viên bờ Bắc và bờ Nam cầu Cổ Lũy. Phấn đấu thi công hoàn thành, bàn giao đi vào sử dụng 19 dự án và tiếp tục tổ chức triển khai 7 dự án chuyển tiếp theo đúng tiến độ đề ra. Trong đó có các dự án trọng điểm như đập dân hạ lưu sông Trà Khúc, đường Văn Biển Dung Quốc Sa Huỳnh giai đoạn 2A, đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong. Ban quản lý phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tiểu dự án giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 25 tháng 5. Những tháng cuối năm 2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn và quyết toán 100% dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định. Hoàn thành thủ tục phê duyệt 6 dự án, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện 3 dự án chuẩn bị đầu tư. Thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 19 dự án và tiếp tục tổ chức triển khai 7 dự án chuyển tiếp theo đúng tiến độ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, từ khi sáp nhập với Ban quản lý dự án nông nghiệp đến nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cơ bản giải quyết các vướng mắc tồn tại được chuyển tiếp quản lý. Ban là một trong những chủ đầu tư thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức triển khai các dự án theo đúng tiến độ và đúng quy định. Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh được giao kế hoạch vốn chiếm tỷ trọng rất lớn vốn đầu tư công của tỉnh, nên cần nỗ lực cố gắng nhiều hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tôi yêu cầu tập thể Ban quản lý dự án là một tập thể đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phải là nghiêm túc, đầy đủ, đáp theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó cần lưu ý là luôn luôn bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, và cần phải rèn đức để làm sao thực hiện tốt cái chức năng là chủ đại diện chủ đầu tư để thực hiện quản lý dự án đảm bảo chất lượng, tránh cái hiện tượng tiêu cực nhõng nhiễu gây khó dễ cho các đối tượng quản lý của ban quản lý. Thứ hai là tiếp tục sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại phòng ban theo hướng tinh gọn, giảm gián tiếp, tăng trực tiếp, có nghĩa là giảm lao động gián tiếp và tăng cái lao động trực tiếp, tức là kỹ sư đó, còn kế toán văn phòng phục vụ thì giảm bớt đi. Là hiện nay tỷ lệ giải ngân của Ban quản lý dự án còn thấp do các dự án mới đang tập trung hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp. Vì vậy, đối với các dự án mới chuẩn bị khởi công thì phải khẩn trương để tổ chức thực hiện khởi công trong thời gian sớm nhất và để thực hiện cái công tác giải ngân đảm bảo theo tiến độ
mà chỉ thị 02 của Chủ tịch Ủy ban tỉnh đã ban hành và đảm bảo với cái chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch giải ngân trong từng tháng từng quý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban quản lý dự án chủ trì phối hợp với sở ngành địa phương liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung khu vực thôn Ân Phú vào quy hoạch 1/2000 khu vực Đông Bắc thành phố Quảng Ngãi, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Ân Phú để đảm bảo đến ngày 30 tháng 9 trình Hội đồng Nhân dân tỉnh cho chủ trương đầu tư và triển khai dự án vào đầu năm 2023. Ban quản lý dự án theo dõi sát tình hình để kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện tiểu dự án giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua tỉnh để kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Trung ương.